trải nghiệm đặt xe taxi điện VinFast có gì hay ho? Công ty taxi điện VinFast do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập sẽ chính thức ra mắt tại Hà Nội vào ngày 14 tháng 4, tuy nhiên đăng ký trải nghiệm dịch vụ đã mở sẵn. Theo chia sẻ của một thành viên trong cộng đồng, chất lượng xe tốt, tài xế phục vụ chu đáo và giá cả hợp lý. Xe mới, sạch sẽ, có trạm sạc ở các trung tâm của VinFast, giúp việc di chuyển không quá khó khăn. Thanh toán trên xe qua, máy POS tích hợp, GPS, cho phép thanh toán bằng thẻ hoặc tiền mặt. Giá cả công khai và càng đi xa càng rẻ hơn so với taxi truyền thống. Dịch vụ của VinFast mang lại trải nghiệm tốt hơn, tiết kiệm hơn cho những chuyến đi xa và sẵn sàng cung cấp dịch vụ hoàn hảo cho khách hàng.